Làm chồng đi em. Chạy đi, chạy đi. Để anh quay coi xong rồi báo giá nha. Các bạn theo dõi đây nghe báo giá luôn nha. Máy cày Sunshine L1 Toyota L1 18. Dòng 2 số là dòng cơ hoàn toàn, rất là được ưa chuộng các bạn. Con này máy móc êm ha, ngon lành cành đào. Rồi, máy móc nổ rất êm và hơi hám đồ rất ok. Em lên ga thử coi hết ga được khoảng bao nhiêu tua. Máy móc là hơi bị nổ lực. Rồi, maximum rồi. Nó qua mực đỏ này là maximum rồi. Nói chung là máy rất hơi rất mạnh ha. Bô còn à, nước sơn đi. Con này giờ mình bán giá bao nhiêu tiền? Con này nếu mà có đầu và đuôi sới luôn hơn 80. Còn nếu mà không có đuôi sới? Không có đuôi sới thì hơn 70. À, hơn 70 và hơn 80. À, đó thôi. Chứ bây giờ á, có nhiều khi á, bây giờ mình phải nói như vậy nè. Có những lúc mà mình báo cái giá chính xác luôn. À, cái có một số anh em á, người ta là không chịu. À, bởi mình người nào thực sự muốn mua á. À, vậy thì mình sẽ cho cái giá chính xác nó dễ hơn là mình báo một cái giá chính xác luôn. Thế là nó anh em không thích. À, không thích. Cho nên thôi bây giờ mình cứ bán tầm trung. Là cái tầm trung. Nó nằm khoảng khoảng vậy. Chứ không có sới là hơn 70. Đúng rồi. Có sới là hơn 80. Đúng rồi. À, anh em dễ chứ bây giờ. À, ví dụ như mà mua về lái liếc rồi ha. Đúng rồi, anh muốn sang xe này đem về bán. À, giá nó công khai rồi kia ta đâu. À, vậy vậy. Hiểu. Rồi, một chiếc xếp là quan nước sơn. Hôm nay mình có giọng tốt gì không? Chưa? Nước sơn riêng hả? Đi chung. Cái này trời ơi. Cái này không chịu đánh bát đồ ra cho nó bóng ngáo ra. Chứ đây là anh cứ cho về em chùi cho anh xem nè. Bên Nhật về sao là rửa sơ để y vậy. Ở bãi mẹ này rồi. Rồi số giờ sao biết đường vô. À đây à, 1, 2, 3 má. À rồi. À, này bên cơ bên điện đi. Con số kia là số sới à? Đúng rồi. Con cần kia. Sới số sới chỗ nào? À số sới đây. Sới này. À. Cái này hả? Hai cầu đâu? Hai cầu đây. À vi sai đây. Hai cầu đó hả? Đây là nhân đạo. Không phải hai cầu đó. Thấy không? À đúng rồi, con cần một chắc nó rồi. Chắc nó rồi. Con này là 3 tầng nhanh chậm nè. Nhanh chậm, siêu nhanh chậm. Con này chạy mới có 883 giờ ta. À, máy móc nổ mạnh quá ha. À, dòng này thì nó là tới lui nhanh. Dòng này là quanh là đời mới rồi. Đời này sản xuất chắc phải là 58 mấy ha. À, 9 mấy ha. Ha. Rồi, dở dở nắm máy ra coi thử máy coi sao. Rin từ A đến Z ha. Rin đét luôn. Chưa đụng hả? Chưa có dấu hiệu đụng. Sợi Corolla rin không? Cái này tay lái có trợ lực không? Không. Một bơm hả? À, một bơm này thôi. Nhẹ hả? Đâu? À, chén lọc dầu nó nằm đây luôn, giờ cái mình biết liền ha. Hai cầu mâm đồ chưa sơn đúng không? Vỏ là gai còn cao rất tốt đúng không? À, rất tốt và bền bỉ ha. Vỏ trước vỏ sau đồ mâm đồ nước sơn rin đồ hết ha. Vỏ đồ rất còn cao rất ok. Vỏ 8324 rồi. 6164 64 luôn ta. Mắt mũi còn sáng, có điều bóng thì mờ rồi, con ngươi nó mờ rồi.
Đức ơi, nhịn ngươi mà câm mà. Không có. À có. Có. À hay là bóng đục. Hay là bóng đục. Kiếm gì vậy? Bảo à? Bảo xe hơi à? Hả? Sao? À xi nhan đâu còn đủ rồi hả? Bên kia. À, chưa test mà biết luôn à, mà ok luôn hả? Rồi đâu à, em lên chạy coi thắng má rồi nó còn ok không? Ghe thử coi em, vô hai cầu thắng thử coi. Ồ, vô hai cầu rồi hả? Ờ, thắng hai cầu luôn rồi. Coi chừng cầu còn mà lắp không, coi chừng cánh cửa kìa. Cửa xe ô tô kìa. Nó thắng cái khừ cái bốn bánh luôn ha. Ôi, quá ok, thôi nhắc cầu ra đi. Coi chừng cầu còn... như vậy là chứng tỏ cầu rồi rất là tốt ha, ok ha. Rồi ok, bạn nào có nhu cầu thì cứ alo theo số điện thoại bấm vào xem thêm vào số điện thoại trong phần mô tả video các bạn nha. Rồi mến chào các bạn, ở đây có học đồ nghề ha, thiết kế học đồ nghề, mình cũng làm thử coi. Chạy cái dạng côn lò. À. Rồi. Bạn nào có nhu cầu cứ alo với anh chủ ha. ZL18, như gái 18 luôn. Rồi, mến chào các bạn.